tặng miễn phí 1.000 suất thảo dược đông y tăng cường sức đề kháng trị giá 200.000 đồng từ ngày 7 tháng 2, áp dụng cho khách hàng Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thuốc dân tộc chung tay cùng cộng đồng chống đại dịch virus corona. Nâng cao sức đề kháng là một trong những phương pháp bảo vệ mình trước đại dịch nhiễm trùng đường hô hấp, viêm phổi do virus corona chủng mới 2019 nCoV. Để thực hiện cải thiện sức đề kháng, tăng cường hệ miễn dịch, chúng ta cần phải kết hợp cả dinh dưỡng đầy đủ, tập luyện thể dục thể thao và một điều quan trọng, nhanh chóng hiệu quả hơn là sử dụng thuốc bổ sung chất phù hợp. Từ xa xưa, chúng ta đã biết sử dụng những dược liệu thảo dược tự nhiên để nâng cao sức khỏe. Theo cuộc trò chuyện với bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Hữu Tuấn, hiện là phó giám đốc chuyên môn tại Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc dân tộc, với dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra này nên bảo tồn chính khí là việc cấp bách nhất. Sau đây sẽ là cuộc trò chuyện với vị chuyên gia về cách thức tăng cường sức đề kháng bằng y học cổ truyền. Xin chào bác sĩ ạ. Bác sĩ có thể cho biết về tầm quan trọng của việc nâng cao hệ miễn dịch và tăng cường sức đề kháng trong phòng chống virus xâm nhập cơ thể không? Trong y học hiện nay thì chưa có thuốc chữa các loại virus. Do vậy, khi mà nhiễm những bệnh virus thì thầy thuốc chủ yếu là chữa các triệu chứng chứ không chữa được vào nguyên nhân là tiêu diệt virus. Thì cái quan trọng nhất vẫn là sức đề kháng của mỗi một con người, hay nói một cách khác tức là cái hệ miễn dịch và đáp ứng miễn dịch của mỗi con người đối với virus. Cho nên là tăng cường cái đề kháng hay là tăng cường cái miễn dịch đối với virus là điều vô cùng quan trọng và rất quyết định trong quá trình điều trị bệnh. Vậy trong y học cổ truyền thì việc nâng cao hệ miễn dịch và tăng cường sức đề kháng thì cần phải tuân thủ theo nguyên tắc nào không bác sĩ? Người ta có đưa ra một cái nguyên tắc tức là phù chính khu tà. Phù chính hiểu tương đương với lại như cách nói của y học hiện đại hiện nay, tức là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch. Còn khu tà tức là để tiêu diệt cái nguyên nhân gây ra bệnh. Nhưng y học cổ truyền thì cũng sẽ nâng cao cái đề kháng, tức là bổ khí, bổ huyết và hạn chế, ức chế các nguyên nhân gây bệnh. Vậy những vị thuốc nào được xem là trụ dược trong y học cổ truyền có tác dụng nâng cao miễn dịch và tăng cường sức đề kháng? Từ cổ xưa thì đã có rất nhiều vị thuốc để mà phù chính khu tà. Phù chính thì người ta đi vào bổ khí, bổ huyết, bổ thủy, bổ hỏa, vân vân. Thế thì về bổ khí, bổ huyết thì có một bài thuốc cổ xưa hàng nghìn năm đã được biết đến là như là bài tứ quân, tứ vật, rồi bài quy tỳ, bài bổ trung, lục vị, bát vị, vân vân. Còn về khu tà thì cũng có rất nhiều vị thuốc có thể ức chế cái virus hay là gọi là cái nguyên nhân tác động ở bên ngoài đưa vào như vậy. Thì như vậy là trong cái y học cổ truyền thì những bài thuốc và những vị thuốc có rất nhiều cái khả năng nâng cao sức khỏe của cơ thể cũng như là ức chế những cái nguyên nhân gây bệnh rất phong phú. Thưa bác sĩ, với kinh nghiệm đã từng tham gia phòng chống dịch thì bác sĩ có thể đưa ra lời khuyên gì cho cộng đồng tại thời điểm hiện tại ạ? Cho nên là khi xảy ra cái dịch bệnh thì chúng ta nên tuân theo những cái khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới là đã được tổng kết nhiều nhất với những chuyên gia giỏi nhất của thế giới nghiên cứu về bệnh dịch. Đồng thời Việt Nam thì chúng ta cũng tuân theo những cái hướng dẫn phòng bệnh và những cái phác đồ điều trị được nhà nước cũng như là Bộ Y tế cho khuyến cáo để người dân phòng và giảm cái bớt cái tác động của dịch. Bên cạnh những cái thành tựu lớn của y học hiện đại thì y học cổ truyền có nhiều đóng góp với những cái bài thuốc và những cái vị thuốc theo những cái lý luận riêng của mình cũng hạn chế được dịch bệnh
trong đó có cái về thuốc, về ăn uống, về chế độ sinh hoạt, rồi là dọn sạch môi trường, vân vân. Với sứ mệnh cao cả và mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe cộng đồng, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc Dân tộc, đơn vị chữa bệnh bằng y học cổ truyền hàng đầu tại Việt Nam đã xây dựng ngay chiến dịch chung tay cùng cộng đồng phòng chống đại dịch coronavirus bằng việc tặng miễn phí 1.000 suất thảo dược đông y tăng cường sức đề kháng. Đây là những nghiên cứu và bào chế dựa trên bài thuốc cổ phương Thập Toàn Đại Bổ Gia Giảm do đội ngũ y bác sĩ y học cổ truyền hàng đầu thực hiện. Đồng thời, dựa trên kinh nghiệm phòng dịch từ xa xưa đã triển khai và những đợt phòng chống dịch virus ở Việt Nam. Với thành phần đẳng sâm, hoàng kỳ, bạch chuột, mạch môn, ngũ vị tử, khương hoạt, xuyên khung, phỏng phong, bạch hoa xà, bán liên chi, kim ngân hoa, liên kiều, cam thảo, đại táo, sản phẩm giúp bổ khí, hoạt huyết, thanh nhiệt, giải độc, tăng cường sức đề kháng của cơ thể, phòng chống vi khuẩn, virus xâm nhập vào cơ thể. Trước tâm điểm đại dịch đang bùng phát và gây ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta, mỗi người hãy cần bình tĩnh, tiếp nhận những thông tin chính thống, thực hiện phòng tránh và nâng cao sức đề kháng, hệ miễn dịch cho mình. Chúc các bạn luôn khỏe mạnh!